Đây là bài tập đọc thứ bảy. Hãy đọc to từ số 1. Boat. Từ số 2. Note. Từ số 3. Not. Hãy đọc số 4. Lưu ý rằng toàn bộ tên phố được viết hoa. It's not on East Street. It's not on East Street. Số 5. No, we won't go. Số 6. I dote on him. Số 7. White oaks don't grow fast. Từ số 8 có một âm mới. Hãy nghe và nhắc lại. But. But. Hãy thử đọc từ số 9. Cup. Số 10. Fill it up. Số 11. 600. Số 12. We must eat. Hãy xem số 13. Hãy nhắc lại theo người Mỹ. A lot. A lot. Từ thứ nhất là thường được phát âm như nguyên âm trong các từ must, but. Âm này rất thường gặp trong tiếng Anh và có nhiều cách viết. Số 13 cho đến số 20 đều có ít nhất là một âm. Đấy hoàn toàn là những từ bạn đã học hay sẽ học trước khi kết thúc loạt bài này. Trước hết, bạn hãy đọc lại số 13. A lot. A. Bây giờ, bạn hãy thử đọc số 14. Some tea. Some. Số 15. Come in. Come. Số 16. He needs money. Money. Số 17. Does she see him? Does. Bạn có nhận thấy ba âm khác nhau được biểu thị bằng con chữ S không? Hãy đọc lại số 17. Does she see him? Bây giờ, bạn hãy thử đọc số 18. Từ thứ ba, bắt đầu bằng âm the. We like the wine. The. Số 19. Is he your husband? Husband. Hãy thử đọc số 20. He's American. Bài tập đọc thứ bảy đến đây là hết. Đây là bài tập đọc thứ 8. Hãy đọc to từ số 1. Con chữ S ở cuối từ được phát âm như S. Us. Hãy thử đọc số 2. Đây là những từ bạn học trong loạt bài này. He understands us. Understands us. Bây giờ, bạn hãy thử đọc số 3. Meet me at the hotel. Từ số 4.
Welcome. Từ số 5 có một âm mới. Hãy đọc to từ này theo người Mỹ. Yes. Yes. Lưu ý đến âm được biểu thị bằng con chữ Y ở đầu từ. Hãy đọc lại từ số 5. Yes. Hãy thử đọc từ số 6. Yesterday. Yesterday. Hãy đọc từ số 7. Hai con chữ L đi liền nhau được phát âm gần như chỉ có một con chữ. Yellow. Số 8. The sun is yellow. Từ số 9 được phát âm dường như là nó bắt đầu bằng con chữ Why? Hãy nghe và nhắc lại. Use. Use. Hãy lưu ý một lần nữa, con chữ E ở cuối từ, biến đổi nguyên âm đứng trước nó như thế nào. Âm được biểu thị bằng con chữ S cũng biến đổi. Hãy xem số 10 và nhắc lại các từ theo người Mỹ. Us, use. Us, use. Bây giờ, bạn hãy đọc từ số 11. Muse. Từ số 12. Fuse. Từ số 13 cũng có âm mới này. Hãy thử đọc từ này. You. You. Số 14. Excuse me, miss. Hãy thử đọc số 15. Pay attention. Attention. Hãy đọc số 16. Don't confuse me. Hãy thử đọc số 17. Từ cuối cùng là từ bạn đã học hay sẽ học trong loạt bài này. We have a used car. We have a used car. Số 18. It's cute. Bài tập đọc thứ 8 đến đây là hết. Đây là bài tập đọc thứ 9. Hãy đọc to từ số 1. Yak. Từ số 2. Yam. Số 3. Do you understand? Số 4. Not yet. Số 5. Is she American? Hãy nhắc lại số 6 theo người Mỹ. She's Chinese. Bạn có nhận thấy âm được biểu thị bằng tổ hợp CH không? Hãy đọc lại số 6. She's Chinese. Hãy đọc số 7. She likes children. Children. Hãy đọc từ số 8. Chin. Bây giờ, bạn hãy đọc từ số 9. Shin. Bạn có nhận thấy sự khác biệt giữa từ số 8 và số 9 không? Hãy nhắc lại hai từ này theo người Mỹ. Chin, shin. Chin, shin. Hãy đọc từ số 10. Such.
Hãy thử đọc số 11. Cheer up. Từ số 12 có một âm mới. Hãy nghe và nhắc lại. Book. Book. Hai con chữ O đi liền nhau trong một từ thường được phát âm như vậy. Bây giờ, bạn hãy thử đọc từ số 13. Shook. Từ số 14. Nook. Số 15. Look at him. Số 16. Can we eat lunch? Số 17. She can cook fish and chips. Số 18. It's not much. Số 19. But it's cheap. Hãy thử đọc từ số 20. Đây là một từ bạn biết. Goodbye. Goodbye. Bài tập đọc thứ 9 đến đây là hết.